Chương 453, Linh viện đại tái mở ra. Hai ngày chỉ nháy mắt đã trôi qua, ánh mặt trời xé toang màn đêm hắc ám, chiếu sáng rực rỡ xuống mặt đất. Bắc Thương linh viện khổng lồ trở nên sôi động, không khí hồ hởi phấn khởi lan khắp trong linh viện. Hôm nay chính là ngày đại trọng của vô số linh viện lớn nhỏ đại thiên thế giới. Đại tái linh viện chính thức khởi tranh. Đây chính là vũ đài cao quý nhất của tất cả linh viện, là nơi mà vô số thiên tài đỉnh cấp giao phong. Những kẻ có thể tỏa sáng nơi này mới chân chính là nhân tài kiệt xuất. Những nhà quán quân đại tán năm xưa hầu hết đều trở thành siêu cấp cường giả tiếng tăm lừng lẫy. Biển người tràn ngập Bắc Thương linh viện, lãnh đạo linh viện cũng sắp xuất hiện. Quan sát cảnh tượng sôi nổi trong linh viện, tổng bộ Lạc Thần hội, Mục Trần sửa sang quần áo, diện bộ cánh màu xanh, ngực áo mang huy hiệu Bắc Thương linh viện, một ngọn tùng đứng thẳng giữa trời xanh, hiên ngang bất khuất. Cạnh tòa núi là mang hình dáng long côn, dạng cánh như muốn bay lên. Đây chính là đồng phục Bắc Thương linh viện, thông thường không được đem ra sử dụng, chỉ khi trang trọng như đại tái linh viện mới là cần câu nệ hình thức như vậy. Mục Trần dáng vẻ tuấn tú, khí vách hiên ngang, mắt sáng như sao, diện mạo bộ đồ xanh thanh nhã càng tô nên thần thái hắn. Thật không biết khiến bao cô gái động xuân tâm. Mục Trần ngắm nhìn mình trong gương, tỏ ra hài lòng, hắn đẩy cửa bước ra ngoài. Bên ngoài, thành viên Lạc Tân hội đã đứng chật ních từ sớm. Nhìn thấy thủ lĩnh Mục Trần bước ra, tất cả là hò reo cổ vũ, ánh mắt tuôn sùng. Thành viên Lạc Tân hội phần lớn là tân sinh cùng năm với Mục Trần. Năm trước nhờ Mục Trần và Lạc Ly lên Lạc Tân hội ít bị ức hiếp, còn hiện tại lại trở thành thế lực tiếng tăm nhất Bắc Thương linh viện. Tất cả do Mục Trần huyết chiến mới có được. Đối với hắn, thành viên Lạc Thần hội không chỉ là tôn sùng còn là cực kỳ kính trọng. Mục Trần mỉm cười đáp lại, chợt là cửa phòng bên cạnh cũng được đẩy xa. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người con gái xinh đẹp kia, nhất thời ai lấy là yên lặng, mắt mở to, ngay cả Mục Trần cũng kinh ngạc chả kém. Người vừa bước ra khỏi phòng dĩ nhiên là Lạc Ly. Giờ này người con gái chỉ vận một đổ đèn, lạnh lùng xa cách. Lúc này diện bộ quần áo xanh thẫm tô nên những đường cong mê người, tào nhã như thiên nga, đã đẹp nàng càng thêm tuyệt sắc. Mái tóc như ngân hà của nàng hôm nay phải buộc đuôi ngựa, kéo dài tới tận eo. Nàng nhìn thấy Mục Trần, môi khẽ nhếch mỉm cười, vẻ đẹp trong sáng tình khiết khiến bao con tim thổn thức. Mục Trần cũng không thể rời mắt khỏi người con gái kiều diễm kia. Lạc Ly hoàn toàn mất đi dáng vẻ lạnh lùng lãnh đạm trước kia, mái tóc đuôi ngựa khiến nàng càng thêm nhí nhảnh, năng động, giàu sức sống. Quả thật là nàng đẹp rực rỡ, lấn át cả mặt trời. Này, nhìn gì đó? Lạc Ly mỉm cười, mặt đỏ ửng thấy Mục Trần dán chặt hai mắt nhìn vào người mình khẽ cười khúc khích. Xấu hổ chờ nước miếng chảy ướt cả áo rồi kìa. Mục Trần vội vã ngậm miệng lau mồm xoèn xoẹt một phen, bước tới gần vươn tay ra, lưng khòm xuống ra dáng. Hỡi Lữ Hoàng của ta, kỵ sĩ của người đang đợi. Lạc Ly vốn là Lữ Hoàng kế nhiệm của Lạc Thần tộc, lòng hắn cũng là Lữ Hoàng không sai. Kỵ sĩ mà lại lớn gan thế ư? Nếu ở Lạc Thần tộc người bị trừng phạt rồi đó. Lạc Ly làm bộ đáp lại nhưng vươn tay mình đặt trên tay của hắn để hắn dịu đi. Wow! Thành viên Lạc Thần hội hô to vang dậy, hai vị thủ lĩnh xứng đôi vừa lứa, lại cường hắn mạnh mẽ. Trai đẹp gái xinh, có thể nói là cặp đôi hoàn hảo, khiến đám người kích động và hãnh diện. Đi nào. Mục Trần mỉm cười, cả hai lắc mình bay lên, thành viên Lạc Thần hội bên dưới sau đó cũng là lao vào không trung, dày đặc một cái vùng bay theo hai người. Quảng trường trung ương Bắc Thương linh viện, người đông kín tấp nập khắp nơi. Khi mà hai người hạ xuống, đám người kia tách ra hai bên mở đường cho hai ngôi sao sáng linh viện bước vào. Khu vực chính giữa quảng trường lại cực kỳ trống trải. Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Tô Huyền tất cả đều vận đồng phục, khí phách hiên ngang, mặt mày sáng lạn, dung nhan xinh đẹp, tô điểm những bức tranh rực rỡ hoàn mỹ của Bắc Thương linh viện. Mục Trần và Lạc Ly xuất hiện xung quanh vang tiếng reo hò cổ vũ. Hai người là hai trong số 10 vị anh tài đại diện cho toàn bộ đệ tử Bắc Thương linh viện xuất chiến. Thật có lỗi, tới trễ. Mục Trần mỉm cười cúi người về phía họ. Trầm Thương Sinh cười đáp, nhưng mà mắt hoàn toàn không nhìn hắn mà dán chặt vào Lạc Ly bên cạnh. Ngay cả Tô Huyền cũng kinh ngạc ra mặt, không thể nhìn đi nơi khác. Nữ hoàng tương lai của Lạc Thần tộc dường như là đã từng chút hé nở tỏa sáng.
Thái Thương viện trưởng và 5 vị thiên tịch trưởng lão cùng Linh Khê có mặt ở không trung phía trên. Thái Thương viện trưởng ngắm nhìn đệ tử ưu tú nhất của mình, bất giác cười rồi thần sắc lão nghiêm nghị, theo đó mà tiếng huyền náo ồn ào tắt nịm. Các vị đồng học, họ chính là 10 đệ tử ưu tú nhất Bắc Thương Linh viện chúng ta, hôm nay sẽ bước vào chiến trường tàn khốc kia để tranh đoạt vinh quang cho Bắc Thương Linh viện, giành lại niềm kiêu hãnh của thành viên ngũ đại viện. Từ hôm nay họ chính là anh hùng của chúng ta. Giọng là hùng hồn của Thái Thương viện trưởng vang khắp linh viện. Lời nói kia khiến cho khí huyết sôi sục, chiến ý kích động. Tất cả là dồn hết lên 10 người trên kia. Bất kể thành công hay thất bại, họ vẫn là anh hùng của linh viện chúng ta. Thái Thương viện trưởng mỉm cười rồi từ trên cao, lão chợt khom người cúi chào 10 người trẻ tuổi bên dưới. Sau lưng lão, các trưởng lão mỉm cười cúi chào, chúc may mắn những người trẻ tuổi đại diện cho linh viện xuất chiến. Các đệ tử đứng dày đặc khắp nơi xung quanh đồng loạt cúi người, lòng họ lúc này chỉ tiếc là tu luyện chưa đủ sức, không thể cùng tham dự trong đại chiến lần này, chứ có thể mong ước một ngày nào đó không xa có vinh dự đứng nơi kia. Mục Trần, Trầm Thương Sinh nhìn cảnh tượng xung quanh chiến ý bốc cao, cả bọn nhìn nhau cười lớn rồi là chậm rãi khom người đáp lại hành động tất cả mọi người. Về đội đi nào. Thái Thương viện trưởng mỉm cười phát lệnh. Mục Trần, Trầm Thương Sinh giơ cao tay, 8 người sau lưng sắp hẳn ngay ngắn. Phía sau Mục Trần là Lạc Ly, Từ Hoang, Triệu Thành Sam cùng Mộ Phong Dương. Phía sau Trầm Thương Sinh là Lý Huyền Thông, Tô Huyền, Hạc Yêu, Dương Lân, 2 tiểu đội tình nguyện nhất đại diện cho Bắc Thương Linh viện. Chuẩn bị linh trận truyền tống. Ngay Thái Thương viện trưởng quát, Linh Khê tiến tới, cột sáng ngàn trượng từ trên cao hạ phàm. Linh lực chuyển động, hào quang chớp sáng, nhanh chóng hóa thành một cái tòa linh trận truyền tống to lớn, dao động linh lực mênh mông tản mát ra. Bố trí xong linh trận truyền tống, Linh Khê bước tới chỗ Mục Trần và Lạc Ly nhẹ giọng nói, cẩn thận nhé. Linh Khê tỷ cứ an tâm, Mục Trần gật đầu cười nói. Linh Khê ngắm nhìn thiếu niên sáng sủa thân hình cao cao, chẳng biết hắn là lấy mất trái tim bào thiếu nữ. Nàng khẽ cười lên tiếng, linh trận truyền tống bố trí xong, chuẩn bị xuất phát đi. Mục Trần hít một hơi sâu mạnh mẽ gật đầu. Trầm Thương Sinh liếc sang Mục Trần rồi bước tới. Mục Trần, chúng ta đi trước một bước, hẹn gặp lại ở đại tái, hy vọng cả hai đội chúng ta đều có thể tiến vào vòng quyết chiến. Đi. Nói xong Trầm Thương Sinh phất tay bước đi, gương mặt nghiêm nghị, dáng vẻ bệ vệ, nhanh chóng dẫn đầu đội ngũ lao vào linh trận truyền tống. 4 người kia nhanh chóng theo sát, nháy mắt là biến mất không thấy đâu. Chúng ta cũng đi, Mục Trần khẽ nói. Sau lưng là Lạc Ly, Từ Hoang, Triệu Thanh Sa và Mộ Phong Dương, thân sắc trịnh trọng. Cả 5 người cùng lúc bay lên, lọt vào trong linh trận truyền tống. Cả Bắc Thương Linh viện lập tức sôi trào, hò reo cổ vũ. Thái Thương viện trưởng nhìn khung cảnh hò reo bên dưới, thở dài lầm bầm, chuyện kế tiếp chỉ có thể dựa vào các người. Hy vọng khi vòng quyết chiến diễn ra, ta có thể thấy đội ngũ của Bắc Thương Linh viện chúng ta. Chương 454, Phong Vân hội tụ. Trong lúc Bắc Thương Linh viện kích động hò reo, cùng lúc đó cảnh tượng các linh viện lớn nhỏ khắp nơi đồng dạng. Thánh Linh viện, những cửa điện chống chất lên nhau sừng sững như núi cao. Quảng trường trung tâm trên cao nhất linh viện, tứ phía đông nghịt người, âm thanh ồn ào huyên náo dậy núi sông. Chính giữa quảng trường lại rất trống trải, 20 người đứng thẳng giữa mây, toàn thân áo trắng, ngực đeo huy hiệu Thánh Linh viện. Lúc này họ là tâm điểm chú ý tất cả mọi người ở đây. Đứng hàng đầu đội ngũ bên trái là một nam tử trẻ khoanh tay nghiêm nghị, gương mặt anh tú, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, bình tĩnh mà khí khái, khiến ba cô gái nhìn thất thần. Hả, Cơ Huyền đội trưởng, xem rằng người có nhiều người hâm mộ nhỉ. Đằng sau gã có một gã trẻ tuổi khác cười. Ba vị đội trưởng kia chắc là bất mãn ghen tị lắm, ngươi chỉ là tân sinh lại có địa vị ngang hàng họ. Tại trường họ để bụng đã lâu, ta thấy hay là người đánh với họ một hồi, xem bốn nhân vật đứng đầu Thánh Liên viện chúng ta ai là chân chính kẻ mạnh. Cơ Huyền chính là đội trưởng đội ngũ này, hắn mỉm cười đáp. Mộ Phòng, chớ có nói bừa, chúng ta tất cả đại diện Thánh Ninh viện tham chiến, đến lúc đó không phải cậy vào nhau, bây giờ sao có thể nội chiến, hơn nữa họ là học trưởng ta dĩ nhiên không bị kịp. Đội trưởng thật phóng khoáng, gã Mộ Phong kia lên tiếng tán thưởng.
Đại tái lần này tứ đại viện đều cử ra toàn bộ tinh nhuệ siêu cấp, xem như đại tái năm này là cạnh tranh khốc liệt nhất. Đội trưởng có tự tin giành lấy quán quân không thế? Cao Huyền liếc mắt nhìn hắn khẽ cười. Đi theo ta không cần nó không có cơ hội xuất hiện trong quyết chiến. Có điều ta hy vọng mệnh lệnh của ta phải giam giáp chấp hành. Vì đại cục ta không giải thích nhiều, mong rằng thứ lỗi. Giọng nhẹ nhàng hớ hức nhưng lại có sức nặng vô cùng. Chẳng phải phô trương thanh thế mà tự tin vào năng lực. Một trong tứ thánh tử của Thánh Linh Viện. Chẳng những vậy, hắn là người đầu tiên trong lịch sử Thánh Linh Viện giành lấy danh hiệu tứ thánh tử khi còn mang thân phận tân sinh. Thánh tử là hạt giống phát triển ưu tú nhất Thánh Linh Viện. Không ai không có thiên tư trác tuyệt. Mộ Phong và ba đội viên còn lại sượng mặt trước lời của Cơ Huyền. Họ là lão sinh Thánh Linh Viện nhưng quả thật cũng chẳng dám bừa bãi trước mặt Cơ Huyền. Cái nào cũng biết rõ thủ đoạn bản lĩnh của hắn. Vị đội trưởng trẻ mang trước mặt dù là nhỏ tuổi hơn họ vài tuổi, nét cười ôn hòa nhưng thủ đoạn lại cực kỳ tàn nhẫn quyết đoán. Thánh tử, cùng lúc chỉ bốn người, ai muốn có danh hiệu đó phải đợi một trong bốn người tốt nghiệp rời khỏi rồi tranh đoạt mà có. Hoặc là trong khi họ còn giữ danh hiệu, khiêu chiến đánh bại người đó, giành vinh quang kia. Thánh tử Cơ Huyền là giành được do đánh bại vị thánh tử kia trở thành phế nhân, thực lực tới nay chưa thể khôi phục lại, thảm cực kỳ. Đội trưởng gần đây hình như là thu thập tin tức Bắc Thương Linh Viện à? Cái linh viện rách nát sắp bị loại khỏi ngũ đại viện có cái gì đáng giá mà đội trưởng coi trọng sao? Mộ Phong cười cười truyền đề tài. Bắc Thương Linh Viện, Cao Huyền ngẩng đầu nhìn phương trời xa xăm thản nhiên cười. Đối thủ của ta ở đó. Hả? Bốn tên đội viên ngẩng mặt. Theo ta biết, lúc này hắn đang ở Bắc Thương Linh Viện cũng vui vẻ sung sướng ha ha. Quả là kẻ là từng thắng ta nhiều lần trong linh lộ. Cao Huyền cười khẩy, mắt lại sắc lạnh như dao cạo. Đám đội viên biến sắc, họ từng thấy Cao Huyền đáng sợ ra sao. Trong lời của hắn tên kia là đối thủ cũng là tân sinh gặp hắn trong linh lộ, lại có thể khiến cho nhân vật như Cao Huyền thất thủ. Bất quá, đáng tiếc kẻ thắng cuối cùng vẫn là ta. Cao Huyền lắc đầu, tay chắp sau lưng cười lớn. Nhưng linh lộ chỉ là vũ đài nhỏ, khuấy động một chút thôi. Đại tái linh viện này chúng ta mong gặp lại hắn, để xem linh lộ huyết họa giả giờ đạt đến trình độ nào. Thật là thú vị, mong rằng một trận người cũng không làm ta thất vọng. Bong, tiếng chuông thình lình ngân vàng cắt dòng suy tưởng của Cơ Huyền. Bốn đội trưởng trên quảng trường nghiêm lại. Ba vị đội trưởng kia chậm rãi mở mắt, hờ hững không nói không rằng lần lượt cất bước tới, dẫn theo đội viên đứng trước linh trận truyền tống. Cơ Huyền cùng đội ngũ hắn tiến đến, nhìn sang ba người kia mỉm cười. Cơ Huyền, mục tiêu thánh nghi viện chúng ta là giành lấy 4 trong 8 vị trí dẫn đầu. Hy vọng người không rớt lại phía sau. Một gã gương mặt bình phàm nhưng đôi môi lại lạnh như sao sắc. Hắn là cười gần nói với Cơ Huyền, sau đó cất bước tiến vào linh trận truyền tống, hào quang chói mắt biến mất. Hai đội trưởng kia chẳng nói lời nào, mang theo gương mặt lạnh lẽo đi vào linh trận truyền tống. Ai tụt lại phía sau giờ nói còn sớm. Cơ Huyền nhếch môi cười khẩy, thong dong dẫn đội viên tiến vào linh trận truyền tống. Hào quang lóe sáng, họ là biến mất trong sự chú ý của muôn vạn đệ tử. Vạn Hoàng Linh Viện. So với những linh viện khác, Vạn Hoàng Linh Viện này là sực lức mùi hương. Những người con gái yêu điệu xinh đẹp đứng khắp nơi không khí hiên hoa. Trên một đài cao tươi chót vót, những mỹ nhân tuyệt sắc tỏa hương tranh hoa với bướm, đang là những người được chú ý nhất nơi đây. Chiến giáp chói lọi nhưng mềm mại bó sát cơ thể xinh đẹp, mỗi điểm đều là hoàn mỹ tô nên vẻ đẹp của nữ chiến binh. Dung nhan người con gái đứng giữa như là thách thức thiên địa, nõn nà hồng nhuận, khóe miệng mỉm cười đầy tự tin, nét anh thư kiều dũng oai nghiêm của nữ chiến binh như nắm hết thảy trong tay. Nàng như phượng hoàng cao quý kiêu hãnh, không bao giờ khuất phục. Nữ nhìn như thế không chỉ hấp dẫn nam nhân mà người con gái khác cũng rất ưa thích. Đứng giữa một vòng tròn rất nhiều cô gái, nhưng nàng vẫn như trăng rằm và các vì sao. Nàng ngẩng lên ký ức nhớ lại thời điểm cuối cùng trong linh lộ, khi chư vương tranh đoạt linh quan. Những người có thể đến được lời đó đều là thiên tài tuyệt diễm. Không một mình nàng mà thôi, rất nhiều đối thủ cực kỳ khó đối phó, và Cơ Huyền là một kẻ như thế. Khi đó đang dây dưa dù đấu với hắn, đang phần vần vì như vậy lỡ mất cơ hội đoạt linh quan. Chính lúc ấy một người con gái xinh đẹp vận váy đen vượt qua nàng cản Cơ Huyền. Cả hai đại chiến kịch liệt cuối cùng lưỡng bại câu thương. Nhờ vậy mà nàng thuận lợi đoạt linh quan. Lúc ấy nàng cảm kích nhìn người con gái đấu với Cơ Huyền. Người ta cũng là đóa hoa tuyệt sắc, đôi mắt lưu ly rất thu hút.
Lần đầu tiên Ôn Thanh Tuyền thấy một người con gái cùng tuổi lại ngang sức mình, thật làm người ta yêu mến. Sau này nàng biết được người kia tên Lạc Ly gia nhập Bắc Thương Linh Viện. Xoẹt xoẹt, suy nghĩ của nàng bị cắt đứt bởi sự xuất hiện của linh trận truyền tống khổng lồ ánh sáng chói mắt. Hào quang khiến Ôn Thanh Tuyền thanh tỉnh cùng nhoẻn miệng cười. Nụ cười thanh minh khiến thiên địa cũng phải ngả mũ cúi chào. Nằm ngón tay nàng là từ từ nắm lại, mắt lợi hại và tự tin. Lạc Ly, ngươi phải thuộc về ta. Cùng lúc đó, Võ Linh Viện, Thành Thiên Linh Viện cùng những linh viện hàng đầu khác, những cái linh trận truyền thống sáng lên. Các đội ngũ mạnh mẽ cường hãng bước vào trong, theo tiếng hò reo cổ vũ đầy nhiệt huyết, biến mất trong hào quang chói sáng. Bọn họ xuất hiện ở trong chiến địa đại tái linh viện kia. Nơi đó phong vân hội tụ, quần hùng tranh châu. Nơi đó là vô số ánh mắt theo dõi của vô số linh viện đều hội tụ vào. Chương 455, Di tích Đại Lục. Ánh sáng linh trận truyền thống tràn ngập đôi mắt Mục Trần, cảm giác bị mê muội đi trong chốc lát, rồi hắn cảm giác dao động không gian dần ổn định lại, hào quang chói mắt nhanh chóng biến mất. Truyền thống đã hoàn thành, cả năm người trong đội không ai thiếu kinh nghiệm chinh chiến, vừa xuất hiện lập tức vận linh lực phòng hộ, bước vào chiến trường xa lạ tốt nhất phải cảnh giác ngay từ ban đầu, nếu không lại bị hạ ngay từ đầu thì quá mất mặt. Tầm mắt trở nên sáng ngời, một vùng đất xa lạ xuất hiện trước mặt họ. Một vùng đồng bằng xanh biếc mênh mông vô tận, xen vào giữa là vực sâu không đáy. Những cái vực đó dường như không phải tự nhiên hình thành mà do những trận chiến kinh thiên động địa nào đó phá hủy vùng đất tạo thành như thế. Khung cảnh hoang vắng như thời viễn cổ. Đây là di tích đại lục, cũng là chiến trường đại tái linh viện. Mục Trần đảo mắt quan sát, đội quán được truyền tống hiện ra trên một cái khối đá khổng lồ cực lớn như một tòa núi. Mà xung quanh nơi đó không chỉ có họ, liên tiếp những cột sáng chiếu xuống từ bầu trời ánh sáng tan đi, từng đội ngũ hiện ra, chỉ chốc lát nơi đây đến trăm đội ngũ. Các đội ngũ vừa xuất hiện đứng sát lại với nhau đề phòng tứ phía, linh lực ào ào tuôn ra, thậm chí có người lấy ra bình khí có linh lực mạnh mẽ bảo vệ tổ đội. Người xuất hiện càng lúc càng đông, nhưng khối đá khổng lồ này lại yên tĩnh tịch mịch, chỉ có ánh mắt dè chừng đầy địch ý quan sát lẫn nhau. Xem ra đội của Trầm Thương Sinh đã bị tách ra. Lạc Ly đến cạnh Mục Trần, thấy khắp vùng này không hề bóng dáng người nào bên đội kia. Mục Trần giật mình, gật đầu, ánh mắt lóe trong lên trong dây mắt. Viện bài hiện trên mặt là lơ lửng con số 10, có lẽ là điểm cơ sở của đại tái linh viện. Mỗi đội ngày khi đến đều được 10 điểm. Mục Trần cất tiếng, giờ thế nào? Từ Hoang hỏi. Lúc này Mục Trần là đội trưởng, dĩ nhiên là chỉ huy là hắn. Rời khỏi đây trước đi, ở đây quá đông người e rằng không yên. Triệu Thanh Sam góp ý, không khí ở vùng này bắt đầu căng thẳng, nhiều kẻ tỏ ra tham lam nhìn số điểm đội khác. Mục Trần nhìn thấy những ánh mắt tham lam mỉm cười. Không vội, ở cái chỗ bọ ngựa bắt ve sầu dính nhau, muốn tăng điểm số thì phải cướp từ đội khác. Chúng ta cũng vậy, ở đây không tệ. Ngươi định ra tay. Mộ Phong Dương giật mình, không ngờ Mục Trần lại muốn ra tay sớm. Ở đây chỉ có chúng ta là đội ngũ từ ngũ đại viện, một số đến từ vài linh viện lớn, thực lực cũng khá, lại chẳng đủ đe dọa. Nhưng chúng ta phải cẩn thận họ liên thủ đối phó. Lạc Lì lập tức lên tiếng. Theo tình hình này bình thường phần thắng của chúng ta rất lớn. Mục Trần mỉm cười, không khí căng thẳng kia khiến cho không ít đội hơi mạnh một chút kìm chế không được, tha nam hướng đội ngũ yếu hơn. Không khí dương cung bạt kiếm nhanh bùng nổ đấu tranh. Mục Trần hít một hơi, nhưng ngửi thấy mùi huyết tinh trong không gian. Mắt đèn ái của hắn là trở nên sắc lẹm. Khuôn mặt ôn hòa đột nhiên là thay bằng sát khí khắc nghiệt, hoàn toàn khác hẳn khi còn ở Bắc Thương Linh Viện. Biến hóa khiến cho ba người bên cạnh chấn kinh. Lạc Ly chỉ mỉm cười nhìn thân sắc hắn đổi, cảm giác quen thuộc lại trở lại với hắn. Ngày trước trong linh nộ hắn cũng thế, lạnh lẽo như đao. Khi còn ở Bắc Thương Linh Viện, không khí êm ái khiến cho hắn là phủ sự sắc bén trong nhung lụa. Khuyết họa giả từng khiến linh nộ rung chuyển trời đất, dường như bắt đầu thức tỉnh từ giấc ngủ say. Các người muốn làm gì? Một tiếng la hoảng vang lên gần đó, mọi ánh mắt thu hút về hướng đó. Một đội ngũ đang kinh hãi trước sự bao vây một đội khác mặt mày tham lam. Làm gì? Thành thật lộp viết bài cho ta. Gặp phải man linh viện chúng ta, chỉ trách các người xui xẻo. Đầu lĩnh một chi đội, một gã to còn cười khẩy, linh lực bùng lên thực lực đến thông thiên cảnh hậu kỳ. Người nằm mơ. Chi đội bị man linh niên viện bao vây, dù mặt mày tái xanh nhưng cũng không có đồng ý cứng giọng đáp lại.
lên. Các đầu lĩnh Man Linh Viện cười gằn ra lệnh, các đội trước mặt, ngay cả hắn đội trưởng cũng không tới thông thiên cảnh hậu kỳ, mới tới miệng, nếu mà buông bỏ thật là thiên lý bất dung. Uinh, linh lực bùng nổ, công kích mạnh mẽ liên tiếp tung ra ập vào đội ngũ xui xẻo kia, một ngọn lửa làm cháy cả đống rơm. Các khu vực khác nhanh chóng bộc phát chiến hỏa, sự tham lam được thúc giục, hầu như toàn bộ vùng này xảy ra chiến tranh. Linh lực đổ màu sáng rực rỡ lấp lánh khắp nơi, bùm đùng hỗn chiến khắp nơi. Những đội ngũ chủ động phát công đều là hướng đội ngũ yếu hơn, không ai nhằm vào đội ngũ có vẻ mạnh mẽ. Mục Trần cứ đứng yên đó, thản nhiên nhìn chiến trường hỗn loạn, mắt sắc như chim mừng quét mồi quan sát, nhưng không hề gia nhập vào cuộc hỗn chiến tranh đoạt. Chúng ta không đánh sao? Mộ Thành Dương lúc này là đã sung lên, khó chịu ngứa tay muốn gia nhập vòng chiến. Bắt con tôm cần phải từ từ nhấn lại. Từ Hoang và Triệu Thanh San tập trung, cả hai hừng phấn liếm môi, mắt cùng hướng về một đội ngũ mạnh mẽ đang thắng như trẻ tre. Đội ngũ này khá nổi bật vì đội trưởng thực lực là mạnh hơn hai người một chút. Nhưng chẳng hề gì, đội hắn có Lạc Ly vượt qua thân thể nan, Mục Trần càng khủng bố. Thực lực dù chỉ là thông thiên cảnh hậu kỳ, nhưng chiến lực và sức mạnh cơ thể chắc chắn khiến cho cường giả thân thể nan cũng co giò bỏ chạy. Mục Trần vẫn bình tĩnh, đội hắn không nhúc nhích. Chiến trường thảm thiết là hét ầm trời cơ, nhưng không có sự hiện diện của họ. Có lẽ những đội ngũ khác cũng nhận ra áp lực khó trời toát ra từ năm người, do vậy chẳng ai tìm họ gây phiền toái. Với Mục Trần, chuyện này chỉ là tạm thời. Ngay khi giai đoạn đầu kết thúc, người khác không ra tay với hắn, hắn cũng không đứng yên. Hỗn chiến nhanh tàn bớt, liên tiếp những đội ngũ sứt đầu mẻ trán chạy ra ngoài. Điểm trong viện bài của họ bị kẻ chiến toán đoạt phân nửa. Cả đám thê thảm tức giận nhìn những đội ngũ mạnh mẽ tung hoành. Có 6 chi đội mạnh nhất, có lẽ đều đến từ linh viện lớn. 2 đội cùng một linh viện, họ liên thủ đối phó với những đội khác. 6 vị đội trưởng người nào cũng thực lực mạnh hơn thông thiên cảnh hậu kỳ một chút, nhưng chưa vượt qua thân thể nan, có lẽ họ là thử độ kiếp nhưng thất bại. Lạc Lê đảo mắt quan sát chiến trường, mọi thông tin được nàng nói rõ. 6 đội kia như thắng như chè tre, đặc biệt 2 đội cùng linh viện có vẻ lấn át nhất, cả 4 đội kia cũng phải dè chừng. Từ Hoàng, Triệu Thanh Sa, Mộ Phong dường ngứa tay cực độ, vẫn khích nhìn Mục Trần xoa tay. Nếu mà bọn họ mạnh nhất, vậy tìm họ đi. Bọ ngựa bắt về cuối cùng là để dành cho chúng ta thôi. Mục Trần mỉm cười lên tiếng, chậm rãi đi tới. 5 người cùng bước lập tức thu hút sự chú ý và đề phòng nhìn lại. Chương 456, xếp hạng. Đội Mục Trần bước tới, những đội ngũ còn chiến lực trong vùng nhất thời phát giác. Ai lấy đều đề phòng nhìn lại, địch ý tràn ngập. Mọi người nhìn thấy huy hiệu trên ngực áo Mục Trần nhận ra đội ngũ này là đến từ Bắc Thương Linh Viện, một trong ngũ đại viện. Bắc Thương Linh Viện nhiều năm suy toái, xếp hạng thấp nhất trong ngũ đại viện. Thậm chí nhiều linh viện lớn hàng đầu có lực lượng hùng mạnh muốn vượt qua. Nói gì, Bắc Thương Linh Viện vẫn còn danh hiệu ngũ đại viện. Hồ gầy vẫn còn hung nguy, đám người xung quanh không ai có gan, không quan tâm đến đội ngũ mạnh mẽ kia. Mắt họ đều không để nhiều đến Mục Trần, thực lực thông thiên cảnh hậu kỳ, có mạnh cũng chưa đủ e ngại. Sự sợ hãi chủ yếu là tới từ cô gái sau lưng hắn, người con gái tuyệt sắc duy nhất trong đội, hẳn là người đáng gờm nhất, có lẽ vượt qua thân thể nàn. À, xem ra kiếm cũng đủ rồi nhỉ, Mục Trần chỉ cười trước đội ngũ đã thỏa mãn trình chiến. Các người muốn gì? Hai đội cùng một linh viện kia lập tức tiến sát với nhau. Hai gã đội trưởng thực lực mạnh hơn thông thiên cảnh hậu kỳ không ít, một gã cười khẩy. Sao chứ, định diễn tuồng bọ ngựa bắt ve hoàng tước tranh môi sao à? Mục Trần nghe vậy nhướng mày mỉm cười thành thật gật đầu. Hai gã đội trưởng thấy Mục Trần vậy mà chẳng che giấu sửng sốt rồi sắc mặt lạnh đi gằn giọng. Đừng tưởng rằng bọn ta sợ Bắc Thương Linh Viện các người. Bọn ta chẳng phải là giáo túi cơm, muốn nuốt chúng ta cũng đâu có dễ. Huống gì nơi đây còn linh viện bằng hữu bọn ta. Lỡ các người và bọn ta lưỡng bại cầu thương, lúc đó chỉ có lợi cho kẻ khác. Khuyên các người lên sáng mắt ra, đừng có mà há mồm quá to, mắc nghẹn chết sớm. Đối viên hai đội là sẵn sàng vận dụng linh lực. Hai đội trưởng của họ tùy độ kiếp nàn thân thể thất bại, nhưng mà thực lực mạnh mẽ chưa chắc là thua cô gái kia. Còn lại 8 đội viên liên thủ đối phó 4 cường giả thông thiên cảnh hậu kỳ cũng không phải vấn đề lớn. Hai bên so đấu xây dưa, chỉ cần đội ngũ khác rình rình nhúng tay vào thì đám người Bắc Thương Linh Viện khó tránh khỏi hốt hoảng. 4 đội mạnh khác cũng đang chú ý qua bên này, nhếch môi cười, kẻ thì khoanh tay trước ngực ra vẻ trêu tức Mục Trần. Bọn người kia từ đầu vẫn là khoanh tay đứng nhìn họ luốt hết đội yếu, khiến họ cũng là ngán ngại phần nào, nhưng khi nhìn ra thực lực đội ngũ thì cũng thoải mái hơn.
một vị vượt qua thân thể nan, bốn thông thiên cảnh hậu kỳ. Đội hình này là mạnh nhất trong khu vực này, đáng tiếc là muốn nuốt hết tất cả đội mạnh ở đây e rằng nuốt không vô. Và lại cái tên đội trưởng Bắc Thương Linh Viện cũng ngu ngốc, ngữ khí chẳng hề che giấu mục tiêu tham lam, khiến ai nấy đều khó chịu. Kẻ nào cũng mong chờ lúc Bắc Thương Linh Viện và bên kia lưỡng bại cầu thương, lúc đó xông vào đè đầu kế cổ, chẳng biết cảm giác ngồi trên đầu ngũ đại viện sùng sướng ra sao. Từ Hoang Triệu Thành Già Mộ Phòng giờ nghe thấy hai tên kia uy hiếp lại mang cái tính cảnh cáo, nhìn thấy ánh mắt trầm chọc xung quanh, nhất thời nổi nóng định tiến lên bị Mục Trần cản. Thì ra còn đang lo giúp cho ta, cái bụng còn quá nhỏ. Mục Trần là cười khẽ lắc đầu, mắt cả bằng lánh. Đừng lo, ăn mấy con tép các người mà cũng nghẹn chết thì để cao các người quá. Người nói cái gì? Tiểu tử chán sống. Hai đội lập tức lổ đoá gần nên giậm dữ. Mục Trần nhếch miệng cười, đột nhiên là sấm vàng, thân ảnh hắn biến mất tại chỗ. Quỳnh nháy mắt, một cỗ kình phòng thượng thừa bùng nổ chính giữa đội hình bên kia. Bốn gã viện đội viên thông thiên cảnh trung kỳ văng ra, mồm miệng phun máu. Mọi người khu vực biến sắc. Mục Trần chẳng biết từ lúc nào đứng giữa đội hình đối thủ, nhoẻn miệng cười nguy hiểm. Tình kiệt tốc độ quá nhanh, căn bản không phải cường giả thông thiên cảnh hậu kỳ, gần như một kích chẳng thèm xem hai gã đội trưởng vào đầu, trọng thương bốn đội viên. To gan, hai gã đội trưởng lúc này mới giật mình nổi giận hét to. Quyền kình hùng mãnh ập tới, kim quang sáng lóa, làn da như đúc bằng vàng ròng. Hai người này thực lực không tầm thường, phối hợp ra tay, thanh thế mạnh mẽ, có lẽ cường giả vượt qua thân thể nan cũng là có thể đánh ngang tay. Đáng tiếc đối thủ họ là một tên quái thai, khi chỉ mới là thực lực thông thiên cảnh sơ kỳ đã giết chết cường giả độ kiếp linh lực làn thất bại. Mục Trần chỉ mỉm cười chào đón hai quyền hung hãn, không có né tránh, hai quyền tung ra đón đỡ. Hắc lôi điện lóe, song quyền Mục Trần tối đen như mực. Đùng, bốn nắm tay chạm nhau, kình lực dữ dội chấn bay bốn kẻ xui xẻo còn đang đứng gần đó. Bọn họ văng ra lồm cồm bò dậy, mặt kinh hãi xám ngoét. Hai vị đội trưởng họ tái mặt hộc máu. Hự, hai vòi máu phun ra xối xả, cả hai bị đánh văng ngược, lăn lóc trên đất vài trăm trượng. Có đối thủ họ vẫn vững vàng như bàn thạch, chẳng hề suy xuyển. Ai lấy trong vùng là sợ hãi im lặng, đang quái trái đứng xem lòng tranh hổ đấu. Đâu có ngờ một tiểu tử thông thiên cảnh hậu kỳ có thể một quyền chấn bay trọng thương hai vị đội trưởng thực lực chẳng kém đội trưởng họ. Không thể nào, sức mạnh đó dù là cường giả thân thể nan cũng không có, sao tiểu tử thông thiên cảnh hậu kỳ kia làm được? Nhiều kẻ biến sắc mặt nghệt ra kinh hãi. Mục Trần chậm rãi thu quyền, tay thù trong áo cũng khẽ run lên một chút. Hắn hờ hững nhìn hai kẻ thê thảm phía xa xa, cất giọng khinh khỉnh. Lưỡng bại cầu thương, các người có tư cách đó sao? Hai gã đội trưởng kia không còn hơi sức trả lời, chua xót nhìn tiểu tử kia giả chưa ăn thịt hổ, thực lực hắn như thế mà thông thiên cảnh hậu kỳ sao? Lộp viện bài cho mau. Mục Trần thản nhiên xòe tay, hai gã đội trưởng tức tối nghiến răng, hai viện bài xuất hiện trong tay. Mục Trần vung tay hút lại chỗ án, liếc nhìn hai khối viện bài tổng cộng cả trăm điểm, không do dự lấy viện bài, lật tay một cái số 10 thành 65. Mục Trần vứt trả hai khối viện bài. Theo quy tắc, ngày đầu tiên một viện bài chỉ bị trừ một lần, tránh cho mấy cái tên xui xẻo bị đào thải ngay khi vừa đặt chân tới, xem ra một kiểu bảo vệ thí sinh của các người đâu. Mục Trần lạnh lùng nhìn đội ngũ mạnh mũ nghĩa mé khác, cười nhạt, hay là cũng lo chúng ta mắc nghẹn. Những đội ngũ khoanh tay đứng nhìn bên ngoài, vốn trực chờ sơ tái đội ngũ Bắc Thương Linh Viện, lúc này mặt mũi thàn xui xẻo, khốn nạn cái gì mà lưỡng bại cầu thương. Chỉ một tên kia là cấp tốc giải quyết hai đội, mà đội ngũ nào tầm thường, bọn kia thực lực ngang ngửa họ. Hiển nhiên một cái tên Bắc Thương Linh Viện hoàn toàn ở tầng lớp khác, lúc này mà phản kháng chỉ có ăn thêm vài đấm. Cả đám mà cắn răng không cam lòng lém viện bài cho Mục Trần. Những đội ngũ yếu hơn thấy cảnh đó cũng khoái trá, lúc trước bị kẻ mạnh đánh đập một trận tơi bời cướp lấy điểm, nay bọn chúng bị kẻ khác mạnh mẽ cướp lại, chung quy cũng là hả hê một chút. Mục Trần cướp sạch phần nửa số điểm của mỗi viện bài kia, con số viện bài nhìn tăng đến 440. Cà cà, sướng thật. Từ Hoang thích thú nhìn con số trên viện bài của đội, nhè răng cười. Mục Trần ngắm nhìn con số cũng mỉm cười. Đột nhiên viện bài bộc phát hào quang, Mộ Phong Dương kinh ngạc hô lên. Xuất hiện top thứ 16, ta ngất, bọn ta điên cuồng vậy sao? Mục Trần nhìn lại ánh hào quang 16 cái tên, hắn lướt qua mắt tròn to. Hạng nhất Vạn Hoàng Linh Viện, đội trưởng Ôn Thanh Tuyển 2530 điểm. Hạng nhì Thánh Linh Viện Cơ Huyền 2000 điểm. Hạng ba Võ Linh Viện, Võ Linh 1800 điểm. Hạng 6 Thánh Linh Viện đội trưởng Tào Cương 1400 điểm. Hạng 9 Hoàng Linh Viện đội trưởng Kỷ Kình Thiên 1000 điểm. Hạng thứ 16 Vạn Kiếm Linh Viện đội trưởng Nghiêm Tù 820 điểm. Mục Trần nhìn con số quay cuồng trên viện bài, mắt nhíu lại,
Bọn người kia nhanh tay thật, hắn ở đây giải quyết cũng khá gọn gàng, thế nhưng cách top 16 còn cả đoạn quá xa. Ánh mắt nhìn cái tên hạng nhì sát khí lượn lở. Chương 457, chọn lựa mục tiêu. Trong khu vực viện bài các đội đều sáng, họ nhìn những cái tên trên đầu, ai nếu đều kinh hô, có kẻ trợn mắt trắng dã, chênh lệch lớn như vậy. Họ đã chắt chiu từng điểm cố gắng lên 3 con số, bây mà hạng nhất lên 2.000 điểm. Đáng sợ thật, chẳng biết họ làm thế nào, mạnh mẽ thế nào. Mấy tên điên cuồng đó làm thế nào được nhỉ? Mộ Phong Dương nghi hoặc chẳng hiểu, nhưng từng điểm họ là cao không ngờ chỉ bằng phân nửa hạng 16. Lạc Ly nhíu mày, những đội kia có lẽ khi mới xuất hiện là cấp tốc cướp sạch điểm tất cả đội còn lại, không phải cướp lần thứ hai như chúng ta. Mục Trần gật gù, dựa theo quy tắc hai đội giao thủ, đội thua là nộp phân nửa số điểm viện bài của đội thắng. Sau đó khi Mục Trần cướp lại lần hai, chỉ lấy được phần nửa số điểm bị cướp của những đội yếu nhất, tính ra số điểm họ là giảm đi hơn một nửa con số tối đa. Biết vậy chúng ta là tự ra tay cướp sạch từ đầu, thành sàm tiếc nuối. Nhưng mà dù thế, có lẽ cũng chỉ chạm tới hạng 16. Cái đội của Vạn Hoàng Linh Viện kia sao kiếm được 2.500 điểm, thật khó hiểu. Tử Hoàng gật gù cảm thấy quái lạ, cũng không quá khó hiểu. Có lẽ họ tranh thủ đoạn thời gian nút truyền tống vừa xong ra tay, cướp sạch trước khi có bất kỳ cơ hội nào tản đi. Lạc Ly mỉm cười giải thích. Tử Hoàng gật gù rồi há mồm kinh hãi, vừa hạ xuống là càn quét trong thời gian ngắn như thế, thực lực họ phải ra sao chứ? Những kẻ đó được các linh viện cử đến đều là tinh anh trong tinh anh, nào phải dễ sơi, vậy mà Vạn Hoàng Linh Viện vẫn thản nhiên càn quét, vậy thì thực lực họ phải rất khủng bố. Ôn Thanh Tuyền, Mộc Trần lầm bầm lặp cái tên sáng chói trên viện bài, giọng cũng khá kinh ngạc. Cô ấy kia hẳn là người đoạt linh quan trong linh lộ, không thể không công nhận thực lực nàng rất lợi hại, ngay cả Cơ Huyền cũng bị vượt. Lợi hại, thật là muốn nhìn xem quán quân linh lộ thần thánh ra sao. Mộc Trần cười tiếc rẻ, trước đây vì bị đuổi khỏi giữa đường, hắn chưa được diện kiến cô gái đoạt linh quan của linh lộ. Người muốn thấy sao, ta cũng gặp nàng một lần, nhìn cũng được lắm đó. Lạc Ly thản nhiên cười nói. Mộc Trần cười mắt sắc lẹm, và cái bẫy của Lạc Ly giăng ra, hắn dùng mình vội nịnh hót. Ta không tin, các xinh đẹp cũng không qua được Lạc Ly của ta. Lạc Ly hách mũi không nói, hoàn toàn nhìn thấu ý định của Mục Trần, thần thái vẫn rất đáng yêu. Thánh Linh Viện thật lợi hại, có 4 đội xếp vào top 16. Từ Hoang nhíu mày phân tích, 4 đội Thánh Linh Viện quả nhiên tinh nhuệ mạnh mẽ. Dựa theo quy tắc, top 16 có 8 đội đốt viện bài. Vòng đào thải sẽ kết thúc. Hiện giờ Thánh Linh Viện có 4 vị trí, nếu họ có thể liên kết với 4 đội nữa thì hoàn toàn có thể chủ động nắm giữ thời điểm kết thúc. Triệu Thanh Sam nghiêm túc, lúc lọt vào vị trí 16, phương hướng bản thân sẽ bị lộ, nhưng lại có quyền chấm dứt vòng đấu. Một quyền rất lợi hại, chẳng ai biết được khi nào họ là muốn đốt viện bài kết thúc vòng thứ nhất. Nghe nói viện bài bị thiêu đốt, tất cả mọi người đều được thông báo. Và lại trong này, ngoại trừ đội Ngũ Củng Linh Viện, tất cả không ai tin tưởng kẻ khác. Nếu lại để cho Thánh Linh Viện có đến 4 đội vào vòng quyết chiến, thế các linh viện khác cũng không cảm thấy tốt đẹp gì. Lạc Ly lắc đầu phản bác. Chúng ta làm gì bây giờ? Top 16 cũng nên chiếm một vị trí cho đảm bảo. Nhưng mà các đội ngũ hiện tại có lẽ tản ra hết, muốn dùng một mẻ lưới bắt hết thật không dễ. Từ Hoang trầm ngâm, Mục Trần lại mỉm cười nói. Tìm kiếm bọn kia để cướp điểm hiệu quả rất kém. Từ Hoang nghi hoặc nhìn hắn, Mục Trần chỉ tay vào những cái tên trên viện bài cười. Chẳng phải mục tiêu này dễ tìm hơn sao? Kẻ nào cũng là con dê béo, ăn một nửa là cả, còn hơn cả trăm con tôm tép. Từ Hoang trừng mắt kinh hãi, Mục Trần vẫn chủ động tìm top 16 ư, lá gan không nhỏ, tất cả đều là mấy khúc xương cứng. Cảm thấy khó hiểu sao? Mục Trần cười nhạt, hiện tại trong top 16 ngoại trừ một số thực lực vượt trội, ta nghĩ không ít đội lại nhờ may mắn. Ta dự tính trong một ngày nữa, top 16 bị phần nửa thay tên. Mấy con dê béo này, chỉ cần hỏi các người có cam đảm hay không mà thôi. Từ Hoang, Triệu Thanh Sa và Mộ Dương Phong vỗ ngược quát. Có gì không dám, người dám đi, bọn ta dám theo. Đánh bại những kẻ yếu, góp chất chiêu từng điểm là việc làm của kẻ hạ tiện. Đã là anh hùng mà ngang trời khuấy đất cũng phải tìm kẻ mạnh mà hạ xuống, có lẽ thế mới phấn khích. Dù trong đó không ít nguy hiểm, nhưng có liều mới ăn nhiều. Mục Trần cười to sảng khoái. Vậy chúng ta ra tay với đội nào?
Từ Hoang hỏi. Mục Trần nhìn Viện Bài mắt lạnh lẽo nhìn cái tên Cơ Huyền. Không phải chứ, mới ra tay sao lại nhìn lên cao như vậy? Từ Hoang trợn mắt nhìn Mục Trần, không lẽ hắn chọn cái đội bá đạo như thế? Mới nhắm thôi đã lấy ngay hạng nhì. Mục Trần thấy sắc mặt trắng xanh của Từ Hoang khẽ cười. Hắn cũng là rất muốn đấu ngay với Cơ Huyền, nhưng lúc này lực lượng hai đội quá chênh lệch. Đội hắn chính là chính hắn cùng Lạc Ly, cả ba người còn lại thực lực khá yếu, tổng thể so sánh chắc chắn không bằng phần nửa đội ngũ mà Cơ Huyền xuất lĩnh. Trước kia trong Linh Nộ tất cả thủ đoạn chỉ cần cho bản thân, lần này hắn là đại diện cho Bắc Thương Linh Viện, không thể tùy tiện. Xem ra hắn cũng phải nghĩ biện pháp tăng cường sức mạnh cả đội trước. Mục Trần gõ gõ cái tên Cơ Huyền mắt lóe. Hiện tại khoa nói đối đầu với nhà người Cơ Huyền, chúng ta đều đã tới đây thì cũng có lúc gặp nhau thôi. Mục Trần hạ ngón tay xuống dừng lại. Chọn đội này đi, vị trí xem ra gần chúng ta nhất. Từ Hoang nhìn theo ngón tay hắn. Hạng 9 Hoàng Linh Viện, đội trưởng Kỳ Kinh Thiên điểm 1000. Hoàng Linh Viện cũng là linh viện lớn nhất hàng đầu, lực lượng hùng hậu không kém Bắc Thương Linh Viện. Năm xưa nghe nói vị trí ngũ đại viện cuối cùng suýt nữa vào tay họ, đột nhiên Bắc Thương Linh Viện xuất hiện sạch mất. Nói chung Hoàng Linh Viện là một linh viện đáng gờm mạnh mẽ. Do vậy đội ngũ của họ tự nhiên không đơn giản, nhưng so ra vẫn là dễ đối phó hơn Thánh Linh Viện. Ba người kia gật đầu, vậy thì Hoàng Linh Viện. Mục Trần không ai dị nghị, thu hồi viện bài ra lệnh. Tất cả thống nhất vậy lên đường. Mục Trần cười nháy mắt với Lạc Ly, cả hai lắc mình bay đi theo phương hướng mà viện bài cho biết. Ba người theo sát, sát khí đằng đằng, mặt mày hung hổ đầy phấn khích. Bọn họ là chân chính bước vào cuộc đấu trường khốc liệt. Chương 458, kẻ thù cũ. Di tích đại lục hoang tàn lại mênh mông bát ngát khó hình dung. Sự rộng lớn của nó Mục Trần đã thể nghiệm khi bắt đầu truy tung theo phương hướng của chi đội Hoàng Linh Viện. Bay suốt một ngày, cả mứng đội Hoàng Linh Viện vẫn chưa thấy đầu. Xem ra diện tích đại lục này là lớn hơn cả Bắc Thương đại lục, mà nó thậm chí chỉ là một cái mảnh của đại lục gốc bị vỡ ra, chẳng biết khi còn viễn cổ đại lục này lớn đến cỡ nào. Quả nhiên là xứng với tư cách một trong những đại lục rộng lớn nhất đại thiên thế giới. Một ngày trôi qua, Mục Trần bắt gặp không ít đội ngũ tản mát khắp nơi, thỉnh thoảng có trận giao tranh hòng cướp đoạt điểm đội khác, giao đấu kịch liệt. Những trận sống mái mà Mục Trần thấy cũng cả trăm, nhưng họ cứ thẳng theo mục tiêu mà đi, chẳng can dự. Có nhiều đội ngũ khá mạnh mưu đồ đánh cướp, đối với miếng mồi ngon dâng tận miệng, Mục Trần không tránh không chối. Mười mấy đội thảm bại dưới sự càn quét của năm người, cống hiến cho đội họ hơn 300 điểm. Lúc này điểm của đội Mục Quốc Trần đã gần 800, nhưng con số này kém top 16 khá xa, vì điểm 16 bây giờ đã tăng đến càng kinh khủng. Hạng nhất vẫn chỉ là chi đội của Ôn Thanh Tuyền, điểm đã đến 3.300. Hạng 16 lúc này là đạt đến được hơn 1.500 điểm. Mà đúng như Mục Trần dự đoán, chỉ trong một ngày top 16 không ngừng đổi tên, những đội ngũ xếp hạng đầu đã bị thay thế bởi đội có thực lực cao hơn. Mục tiêu Mục Trần đã chọn, chi đội Hoàng Linh Viện bị rớt hạng xuống 11 vẫn còn trong top 16. Mục Trần cũng tấm tắc kinh ngạc, xem ra bọn hắn đánh giá chi đội Hoàng Linh Viện chưa đúng lắm. Ngay cả khi đội mạnh mẽ bùng lên họ vẫn giữ được thứ hạng cao như vậy, thì phải có năng lực rất khá. Nhưng như vậy cũng tốt, một ngày truy tung cũng không uổng phí. Vù vù, vài tia sáng bắn ngang qua khung trời. Mục Trần đã tìm được chia đội của Hoàng Linh Viện kia. Từ Hoang vui mừng reo. Mục Trần nghe vậy lập tức lấy viện bài. Lúc phương hướng đã chuyển thành tọa độ cụ thể, tây bắc 300 dặm. Tìm được rồi sao? Mục Trần mỉm cười tăng tốc. Véo véo, năm luồng sáng rực rỡ bắn ngang không trung, tốc độ như truy tinh đuổi nguyệt. Vài phút sau bọn họ dần giảm tốc, linh lực trong người chuyển động đề phòng. Những đội ngũ như thế chính là cục nam trầm cực lớn. Tin chắc không chỉ có đội Mục Trần muốn cướp, sao vậy càng đến gần càng phải đề phòng, tránh chuyện thợ săn lại biến thành con mồi, mang lợi ích dần cho kẻ khác. Trong vùng có không ít đội khác. Lạc Ly tới gần Mục Trần khẽ nói xa, có điều gì đó không đúng, những người hướng về phía này hơi bị quá đông. Mục Trần đang nhíu mày ậm ừ, hắn cũng nhận ra dao động linh lực thoảng thoáng số lượng không nhỏ. Có lẽ là mục tiêu họ giống hắn. Mục Trần kinh nghi, chi đội Hoàng Linh Viện sao lại khiến cho nhiều kẻ tranh cướp như vậy. Bù một dãy núi trùng đẹp đột nhiên vàng, tiếng nổ kinh thiên bên đó dường như có giao tranh. Mục Trần và Lạc Ly lập tức tới, nhanh xuất hiện trước nơi diễn ra giao tranh. Thần sắc kinh ngạc thấy rõ vòng chiến trước mặt, kia là chi đội Hoàng Linh Viện. Họ
họ bị vây công, chúng ta là tới chậm. Từ Hoang kinh ngạc thốt lên. Mục Trần nhìn thấy bầu trời có 5 đội, giống như 4 đội cùng chiến tuyến, hợp lực bao vây một đội ở giữa. Đội đang bị công kích chính là mục tiêu của hắn, chi đội Hoàng Linh Viện. Đội Hoàng Linh Viện lúc này khá thảm, cả 4 đội bao vây họ đều thực lực mạnh mẽ, lực lượng không kém họ. 4 đội liên thủ ép đến họ không thể phản công. Điều ngạc nhiên hơn là những cái vùng xung quanh có hơn 100 đội ngũ khác đang đứng trên không trung quan sát vòng chiến. Chính xác hơn, họ cũng dạo dược muốn ăn tươi nuốt sống đội ngũ Hoàng Linh Viện, nhưng lại ngại thực lực mạnh mẽ, 4 đội kia không dám nhúng tay. Cục diện kia khá là... Ồ, bên trong một đội chính là chi đội Thanh Thiên Ninh Viện. Triệu Thanh Sơn đột nhiên lên tiếng. Mục Trần và Lạc Liên nhìn kỹ lập tức nhận ra đồng phục Thanh Thiên Ninh Viện. Đặc biệt gương mặt Mục Trần thấy một người trong đội Thanh Thiên Ninh Viện mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Thanh Thiên Ninh Viện dĩ nhiên có đội hình mạnh nhất trong 5 đội bên đó, mà bọn họ là không trực tiếp ra tay, chỉ bao vây vòng ngoài, phong tỏa đường lui của chi đội Hoàng Linh Viện, sáng vẻ chiêu tức như mèo vườn chuột. Khó trách đám bên kia chỉ đứng ngoài nhìn mà không dám nhúng tay. Có chi đội Thanh Thiên Ninh Viện ở đây, mấy tên đáng chết dám bước trước bọn ta, làm ta truy tung tốn hết một ngày. Mộ phòng giường hậm hực tức tối. Mục Trần, Từ Hoang thấy mặt Mục Trần thì sửng sốt, đội trưởng hắn mặt sắc lạnh, sát khí ngùn ngụt, mà Lạc Ly bên cạnh cũng bằng lãnh có hiểu, tay nắm trường kiếm. Sao vậy? Từ Hoang nghi hoặc, chẳng hiểu tại sao mặt hai người như vậy. Hà hà, chẳng có gì, gặp gương mặt quen thuộc linh lộ lắm xưa. Mục Trần thản nhiên cười, nụ cười vô cùng đáng sợ. Khâu Bắc Hải, không ngờ hắn giao nhập Thanh Thiên Ninh Viện. Lạc Linh lạnh lùng cho biết, trong linh lộ tên kia là tay sai đắc lực cho Cơ Huyền, sau khi bị người đuổi ra, hắn còn dẫn người bao vây định diệt ta, nhưng mất hết mấy ngón tay dưới kiếm của ta, hắn cũng đến được cuối linh lộ, được gọi là Hải Vương. May cho lúc đó ta chỉ lo đối phó Cơ Huyền để hắn đi mất. Tên này cũng có chút năng lực đáng ngại. Mục Trần nghe Lạc Linh nói vậy, sát khí càng nặng. Cũng không sao, coi như chúng ta có duyên rất sâu, lại là nhanh chóng gặp. Từ Hoang kinh ngạc dễ nhận thấy Mục Trần và Lạc Ly có ân oán với đội tên viên. Đội viên Thanh Thiên Ninh Viện thấp giọng hỏi, vậy bây giờ chúng ta đánh ai, Hoàng Linh Viện hay Thanh Thiên Ninh Viện? Tuy chi đội Thanh Thiên Ninh Viện có vẻ khó chơi hơn Hoàng Linh Viện, nhưng Mục Trần là đội trưởng, chỉ cần hắn nói đánh ai tự nhiên thành. Thành viên trong đội không chút dị nghị chơi tới cùng. Từ Hoang sang đó hỏi xem thử cục diện sao lại thế này. Mục Trần khẽ nói, cục diện hiện tại khá kỳ quái, hắn cần nắm rõ tình hình. Từ Hoang gật đầu lập tức bay đi nát sau trở về kinh ngạc. Hoàng Linh Viện dường như là nắm giữ thông tin di tích thượng cổ. Tất cả bọn người kia vì tin tức đó mà đổ xô tới. Thông tin di tích thượng cổ. Mục Trần sững sờ, cái bọn Hoàng Linh Viện kia may mắn vậy sao? Mới tới đây một ngày mà lấy được thông tin hấp dẫn như thế. Có trách bị bầy lang sói truy đuổi đông như vậy. Vậy giờ thế nào? Trợ Thanh Sam ngơ ngáy chịu hết nổi, có thêm thông tin này thì càng thêm phấn khích. Mục Trần nhào mắt suy nghĩ, chợt vùng tay lên. Đi. Hắn lắc mình hướng không trung bay đó, 4 người lập tức bám sát theo sau. Vù, Mục Trần không hề ẩn thân, chính diện xông tới vòng chiến phía xa, lập tức nhận lấy sự chú ý của đội ngũ khác, là chi đội Bắc Thương Linh Viện. Đáng chết, bọn họ cũng muốn tranh giành tin tức kia sao? Việc này càng lúc càng rối. Vòng chiến kịch liệt bỗng dừng. Sự xuất hiện của Bắc Thương Linh Viện khiến mấy người Thanh Thiên Linh Viện xa sầm nét mặt. Đội trưởng đáng kia là chi đội Bắc Thương Linh Viện sao bây giờ? Hay giải quyết chúng luôn cho rảnh lỡ? Bắc Thương Linh Viện gần đây lực lượng yếu ớt, thế mà cũng dám cả gan tranh giành với chúng ta. Một tên Thanh Thiên Linh Viện nghiến răng kèn két. Các đội trưởng đứng sau cao mày nhìn đội ngũ càng lúc càng gần, mắt lưỡi hại xét thực lực kẻ mới tới. Bất ngờ thần sắc kinh ngạc thất thành. Mục Trần, Lạc Ly. Chương 459, Khâu Bắc Hải. Đội Mục Trần tiếp cận vòng chiến, đám người đang giao đấu dừng lại. Hắn nhìn thấy gã đội trưởng Thanh Thiên Ninh Viện biến sắc, nhất thời cười khẩy. Khâu Bắc Hải, chúng ta lại gặp, quả là hữu duyên tương phùng. Khâu Bắc Hải lạnh lùng trừng trừng nhìn Mục Trần cùng Lạc Ly, lát sau trả lời. Mục Trần, thật không ngờ lừa đường linh lộ bị trục xuất, thế mà vẫn có thể vào được ngũ đại viện, thật sự là lợi hại à. Bất quá, Khâu Bắc Hải nhếch môi cười thầm, nghiền ngẫm nhìn Mục Trần nói, giờ như vẫn thua kém một chút. Thông thiên cảnh hậu kỳ, hồ hồ, thực lực như vậy cũng dám tham gia đại tái linh viện. Ngươi không sợ danh tiếng lẫy lừng năm xưa, linh lộ huyết họa giả mang tai ương ngập đầu đến hay sao? Cơ Huyền bây giờ là vượt xa ngươi, nếu gặp lại hắn, ha ha. Khâu Bắc Hải chỉ sợ trong chốc lát nhìn rõ thực lực Mục Trần hiện tại,
sợ hãi hoàn toàn mất, thay vào đó là sự thống khoái vô tận. Thông thiên cảnh hậu kỳ, huyết họa ra lừng lấy năm đó so xà sút tế sao. Lạc Ly nhau mắt lạnh lùng đáp trả. Khâu Bắc Hải, xem ra mấy cái ngón tay cột của người cũng không cần dùng nữa. Khâu Bắc Hải biến sắc, nghiến răng căm hận. Vài ngón tay của hắn bị cụt đi mất là do thời điểm truy sát Lạc Ly trong linh lộ bị nàng phản kích chém đứt. Đối với Lạc Ly, hắn rất kiêng rẻ, cảm ứng cho biết là nàng vượt qua thân thể nàng, thực lực không thua hắn. Khâu Bắc Hải đè nén cơn giận trong lòng, cất giọng châm chọc. Nghe nói Bắc Thương Linh Viện các người chỉ hai đội ngũ. Hả, ta thấy danh hiệu Ngũ Đại Viện của Bắc Thương Linh Viện sau lần đại tái này liền gỡ bỏ đi cho rồi. Giờ ta là lười đối phó với các người còn không mau cút. Mục Trần, nếu ta là người lúc này khôn ngoan lùi đi. Lỡ như gặp Cơ Huyền, người là bị hắn giày đạp dưới chân lại khóc lóc mất mặt huyết họa giả. Người nói cái gì? Tử Hoang nổi giận. Ta nói cái gì người nghe không hiểu sao? Khâu Bắc Hải cười khẩy, bốn gã đội viên xông tới. Một gã trong đó đứng ngang hàng với hắn, mắt khiêu khích. Đội hình chỉ một cường giả thân thể nan. Hà, Bắc Thương Đình Viện càng ngày càng kém. Gã kia là có vẻ lớn tuổi ở Khâu Bắc Hải một chút, cất tiếng cười nhạo. Linh lực mạnh mẽ dao động toát ra từ cơ thể, thực lực ngang cấp với Khâu Bắc Hải, vượt qua thân thể nan. Ba người kia chừng là thông thiên cảnh hậu kỳ, xét theo bề ngoài dường như mạnh hơn đội hình bên Mục Trần. Quan trọng hơn, họ còn liên minh ba đội khác, thực lực nhóm kia không bằng họ, nhưng mỗi đội cũng là có cường giả thân thể nan. Muốn cầm chân đội Hoàng Linh Viện họ cần phân ra vài người, nhưng số còn lại tuyệt đối là áp đảo chi đội Bắc Thương Linh Viện. Họ không tin với thế trận áp đảo thế này, chi đội Bắc Thương Linh Viện không cảm thấy lo lắng. Ba đội nghĩa cửa bao vây chi đội Hoàng Linh Viện. Một đội bỗng tách ra, các đội trưởng khinh khỉnh cười, đánh giá Mục Trần, ánh mắt ngó nhìn càn rỡ lướt qua Lạc Ly, tiếng cười khạc ố. Thật không ngờ Bắc Thương Linh Viện có lữ tử đẹp như thế, thật sự chất thế này tìm khắp đại đỉnh Ninh Viện cũng khởi tìm không có ra. Bắc Hải huynh cần hỗ trợ sao? Hắn quay qua Khâu Bắc Hải cười tủm tỉm, linh lực bộc phát cũng có thực lực thân thể nan. Hai đội ngũ trắng trước chắn sau, Mục Trần như mãnh hổ sinh mồi. Tử Hoang hơi đổi sắc, nếu chỉ đối phó mình Thanh Thiên Ninh Viện hắn không lo lắng, tuy bề ngoài ít hơn bên kia một gác thân thể nan nhưng biến số khó nói trước, một chút phiền toái nhỏ. Khâu Bắc Hải cười cười, dương mặt đắc ý. Mục Trần kẻ từng khiến hắn cảm thấy vô lục cùng áp lực, thế nhưng lúc này đối đầu hoàn toàn nép vế, hắn ngẫm lại thật khoái trá. Mục Trần, người nên thức thời, giờ thì may cho người là ta chưa muốn đối phó với người, đừng có tự rước họa vào thân. Khâu Bắc Hải thản nhiên phất tay ra giấu đuổi đi. Mục Trần liếc nhìn Khâu Bắc Hải, bộ dạng tên kia cứ ngỡ nắm được cục diện, hắn chỉ mỉm cười khẽ nghiêng người hỏi Lạc Ly, phần chưa thế nào? Bọn đại đỉnh linh viện giao hết cho ta. Lạc Ly khẽ cười trả lời. Cả đội, Mục Trần nhấn mày, không tin ta. Lạc Ly liệt hắn, tay cầm Lạc Thần Kiếm giờ. Muốn đánh hết sức người cũng chưa chắc thắng được ta. Mục Trần cười gật đầu. Vậy hai gã thân thể nan Thanh Ninh Viện giao cho ta. Ba người còn lại các vị giải quyết vấn đề gì không? Nhẹ nhàng thôi. Tử Hoang gật đầu. Ba tên đội viên kia của Thanh Thiên Ninh Viện đều là thông thiên cảnh hậu kỳ, thực lực ngang ngửa ba người họ dĩ nhiên không đáng lo. Mục Trần, người thật không biết điều. Sáng vẻ Mục Trần chẳng xem Câu Bắc Hải và vào đầu cả khiến hắn tức tối. Còn lại phân đội chia đội hình đối phó khiến hắn muốn nổi cáo. Hà, cô bé cuồng vọng, một mình bé muốn giải quyết toàn đội chúng ta. Gã đội trưởng đại đỉnh linh viện cười gằn khinh thị. Lạc Ly cũng chỉ là cường giả vượt qua thân thể nan, thực lực có thể ngang bằng hắn, vậy mà muốn một mình chống chọi một đội thì đúng là đầu óc có vấn đề. Khá nhiều đội ngũ quanh đó là quan sát động tĩnh bên này, thấy đội Bắc Thương Linh Viện lấy một địch hai cũng tỏ ra kinh ngạc. Chỉ đội Bắc Thương Linh Viện chỉ một cường giả thân thể nan, đội như vậy có thể khiêu chiến Thanh Thiên Ninh Viện và Đại Đỉnh Ninh Viện sao? Cách đó không xa, hai chi đội còn lại đang bao vây chi đội Hoàng Linh Viện, đang giảm dần công kích. Đội ngũ Hoàng Linh Viện có thể đứng thứ 11, có thực lực rất khá. Trước đó là do bị bao vây, lại chỉ có đội Thanh Thiên Ninh Viện tọa chấn, khiến cho họ bị áp đảo cả thực lực lẫn tinh thần. Còn hiện tại Thanh Thiên Ninh Viện và Đại Đỉnh Ninh Viện đều bỏ qua bên kia. Thực lực hai đội ngũ này cũng không gây nhiều khó khăn cho Hoàng Linh Viện được nữa. Chi đội Hoàng Linh Viện nhận ra cục diện biến đổi cũng thả lỏng. Cũng may có biến cố xảy ra, không họ cũng sắp phải đầu hàng vì không thể cầm cự nổi. Đội trưởng Hoàng Linh Viện là một thanh niên cường tráng, đưa mắt nhìn ba đội ngũ đang đứng đầu bên kia. Cục diện hiện tại chưa khá bao nhiêu, nếu để Thanh Ninh Viện nhúng tay qua bên này thì hậu quả khó lường. Chỉ mong Bắc Thương Ninh Viện có thể chặn đứng hợp lực của Thanh Thiên Ninh Viện cùng Đại Đỉnh Linh Viện, vậy thì họ có cơ hội thoát thân. Mục Trần nhìn Khâu Bắc Hải giận đến tím mặt, hắn lắc đầu cười cợt rồi giơ tay ngoắc ngoắc khiêu khích, giọng nói băng hàn.
Khâu Bắc Hải, trong linh độ làm sợ ta chẳng xem người ra cái thá gì. Giờ đây cũng thế, trước mặt ta người vẫn không có tư cách nói chuyện. Gương mặt Khâu Bắc Hải nổi giận, nổi gân xanh cuồn cuộn, mắt đỏ ngầu dữ tợn nhè dạng, cười gằn. Được, vậy thì ta để cho ngươi thấy ai mới là kẻ không có tư cách nói chuyện. Huỳnh, Khâu Bắc Hải vận linh lực hung hậu bùng lên quát lớn. Dọn dẹp tụi nó, hắn quát lên xong là dẫn đầu xông tới, một thanh huyết kiếm xuất hiện trong tay, kiếm khí sắc lẹm. Các cường giả thân thể đan còn lại cũng lạnh lùng xông lên, cả hai một trái một phải tạo thành gọng kìm ập tới Mục Trần. Tới đây cô bé, cho ta xem ngươi giải quyết đội chúng ta thế nào. Đội trưởng đại đỉnh linh viện hung hăng trừng mắt khiêu khích Lạc Ly. Trả lời hắn là một đường kiếm khí rạch ngang trời, dày đặc và bén nhọn khiến hắn thất kinh biến sắc, vội gọi ra một khối thiết thuẫn đèn tuyển chắn trước mặt. Choang, kiếm khí dũng mãnh đâm vào thuẫn, hào quang lóe lên để lại vết nứt thật sâu. Đội trưởng đại đỉnh linh viện giật mình nhìn vết nứt đùng đùng trên thiết thuẫn, chưa kịp định thần thì gương mặt tuyệt mỹ của Lạc Ly xuất hiện ngay đằng trước. Bóng kiếm lóe đâm vào thiết thuẫn. Bàng, hậu thuẫn rắn chắc bị bóng kiếm chạm vào lại mềm như đậu hũ, chuẩn bị đâm thủng xuyên qua. Mũi kiếm cách trán gã đội trưởng chỉ một xích, kiếm khí rạch một đường máu trên mi tâm hắn. Sắc mặt hắn hốt hoảng kịch biến, hét to, xông lên. Đội viên đại đỉnh linh viện hùng hổ lao đến, công kích liên miên mạnh mẽ, dồn ép người con gái xinh đẹp kia. Kịch chiến nháy mắt bùng nổ. Chương 460, cường thế chấn áp. Đùng, những luồng sóng xung kích dữ dội phát khắp nơi, khiến ánh dương quang cũng bị lu mờ. Khâu Bắc Hải vùng nền một thanh huyết kiếm, ánh sáng trên thân kiếm lập lòe huyết tinh, xem ra là binh khí phẩm giai khá cao. Kiếm khí dữ dội như thể xé nhỏ không gian, hắn âm thầm xuất hiện trước mặt Mục Trần vùng kiếm đâm đến. Trường kiếm hóa thành kiếm ảnh dày đặc như sông như lũ hướng đến những yếu huyệt trên người Mục Trần. Mục Trần vẫn bình tĩnh không động, đột nhiên hắc ám tuôn ra trong bàn tay, một thanh hắc trọng thường hiện, cây thương hình dáng hung mãnh bá đạo, chân thương phủ kín vảy rồng, mũi thương là miệng rồng dữ tợn há to, răng rồng trở thành mũi thương cực kỳ bén nhọn, sát khí từ hư không bộc phát kinh hoàng. Cây hắc thương này là chiến lợi phẩm sau khi Mục Trần giết được Ma Hình Thiên. Vệ Long Ma Thương, một kiện binh khí tuyệt phẩm, uy lực phi phàm. Ngay trước Ma Hình Thiên bằng vào cây thương này mà cản được đại tu di ma trụ của Mục Trần. Gào, Vệ Long Ma Thương hiện, tiếng long ngầm theo sát khí vang lên. Mục Trần là dũng mãnh đâm thương tới, hắc ám tuôn tràn, kiếm ảnh như là lũ ập tới hoàn toàn bị nuốt sạch. Thân ảnh từ trong hắc ám phóng ra, xuyên thủng kiếm ảnh đâm tới cổ họng Khâu Bắc Hải. Khâu Bắc Hải biến sắc, đã biết thanh thương trong tay Mục Trần có lực sát thương kinh người, cấp tốc điểm vào thân kiếm. Thanh huyết kiếm đỏ lên như có máu tươi chảy trong đó, huyết quang bắn ra cực kỳ chính xác đối chiến với thương ảnh. Xoẹt xoẹt, thương kiếm va chạm, hoa lửa tí tách, kình phong sắc bén hình thành phong bạo ập vào, chấn cho không khí nổ tung. Tay cầm kiếm của Khâu Bắc Hải run rẩy, gương mặt dữ tợn càng nghiêm trọng. Chân chính giao đấu hắn cảm thấy uy áp cực lớn từ Mục Trần, sức mạnh tinh kiệt thật không phải là thực lực thông thiên cảnh hậu kỳ. Tên khốn, Khâu Bắc Hải nghiến răng, Trầm Tuấn động thủ, chết cho ta. Ngay lập tức một bóng người đột nhiên xuất hiện phía sau Mục Trần, chính là gã cường giả thân thể nan kia, hai trưởng như lôi điện, kình lực ngàn cân vỗ tới hậu tầm Mục Trần. Huỳnh, trường phong ập vào không khí nổ tung, Trầm Tuấn cũng chẳng phải tay vừa, một chiêu sử dụng là sát chiêu kết thúc đối thủ. Trường phong như sấm ập tới, Mục Trần trường mắt lật tay đánh trả một quyền, hắc lôi lóe trên cánh tay, một dòng điện cực mạnh hình thành trên nắm tay như một lớp chất lỏng bao bọc lấy. Rầm, quyền trường đối chiến, sóng xung kích bất ngờ bùng nổ dữ dội, trong tiếng sấm rền sắc mặt Trầm Tuấn tái xanh, sức mạnh từ đầu quyền của Mục Trần cực kỳ đáng sợ, nhắm mắt áp đảo kinh lực hai trưởng của hắn, mà sức mạnh cơ thể của đối thủ cực kỳ dữ dội, chính hắn cũng không thể bằng. Tại sao thân thể hắn chắc như vậy? Một cái tia hoàng sợ lóe trong đầu, Trầm Tuấn hoảng hốt định lùi. Cút, chưa định kịp động thần, một cái quyền khác Mục Trần đánh tới. Huỳnh, cơn đau khủng khiếp từ cánh tay truyền về trí não, kinh lực hung hãn chấn cho hắn bay cả trăm trượng, lòng bàn tay tím bầm đau đớn, run run không thể nhấc nổi cánh tay, tưởng chừng hai tay như bị đánh phế. Diễn biến trận chiến khiến đội ngũ đang quan sát xung quanh ồ lên kinh ngạc. Không ngờ gã đội trưởng Bắc Thương Linh Viện thực lực chỉ là thông thiên cảnh hậu kỳ, lấy một địch hai là cường thế đánh lùi Trầm Tuấn. Mục Trần Bắc Thương Linh Viện không đơn giản, thế mà hắn khiêu chiến chi đội Thành Thiên Linh Viện, ta còn nghĩ hắn váng đầu. Vài kẻ tỏ ra phấn khích, lúc đầu còn nhận Bắc Thương Linh Viện so sánh với đội ngũ khác thuộc ngũ đại viện thì dường như kém nhất. Không ngờ gã đội trưởng chỉ thông thiên cảnh hậu kỳ
lại có chiến lực hùng hãn như vậy. Thiên Hải Huyết Kiếm, Táng Thiên Kiếm, Khẩu Bắc Hải cũng là biến sắc, hoảng sợ hét to, dũng mãnh chấn bay Phệ Long Ma Thương. Thần kiếm rung lên múa như là bút vẽ vào không trung, trước mặt biến thành kiếm văn đỏ máu. Một cái tiếng rít vang vọng, kiếm văn trở thành thực chất chém xuống đầu Mục Trần. Trảm kình uy lực xuyên thấu thiên địa, kiếm còn chưa hạ xuống nhưng ngọn núi bên dưới bị kình lực tản mát xuyên qua cắt thành hai đoạn. Mục Trần lắc mình, long ảnh hiện dưới trần quỷ dị biến mất, kiếm kình chạm vào khoảng không trống rỗng. Trầm Tuấn cẩn thận, một kiếm thất bại. Khâu Bắc Hải hoảng hốt hét to. Ngay lập tức Trầm Tuấn giật mình thấy Mục Trần quỷ dị hiện trên mình, gương mặt đành ác nhè răng cười đáng sợ. Giải quyết người trước, huỳnh linh lực hùng hậu lần đầu bộc phát. Màu sắc linh lực quán này đã khác xưa, không còn là màu đen huyền bí mà chuyển thành hắc bạch giao thoa, âm dương đồng hợp, tuyệt đẹp mà kỳ lạ, đồng thời là tinh túy mạnh hơn. Linh lực tuôn ra hình thành một cái giải tinh tú lấp lánh phía sau Mục Trần. Hư ảnh bốn thần tú hiện ra cấp tốc bay tới trước, hình thành một cái thần ấn cực lớn. Tứ thần tinh túc kinh, tứ thần phong thiên ấn. Mục Trần kết ấn, ánh mắt lạnh lùng ấn xuống. Ầm, thần quang chói sáng, linh khí thiên địa cấp tốc chạy toán loạn khỏi khu vực. Trầm Tuấn biến sắc trước thế công đáng sợ của Mục Trần, vội hét tay hợp kết ấn, thiên quang luân ấn, linh lực hùng hậu tuôn ra hình thành một cái lỗ hổng không gian, dao động cường mãnh mạnh mẽ, nó trực tiếp chặn thần ấn đang đè xuống. Uỳnh, hai thiên ấn cân bằng nhưng nhanh chóng sau đó Trầm Tuấn biến sắc, thiên quang luân ấn của hắn dưới sức ép kinh khủng của thần ấn cấp tốc tan vỡ. Thần ấn dường như có năng lực phong ấn, chỉ vừa tiếp xúc linh lực ở trong quang ấn của hắn hoàn toàn bị khóa chặt. Mục Trần kinh khỉnh cười khẩy. Hắn khi trước thực lực chỉ thông thiên cảnh sơ kỳ, thi triển tứ thần phong thiên ấn đối với ma hình thiên cũng khiến cường giả từng độ kiếp linh lực nan thất bại phải dùng đến hậu trước cuối. Thí Long Ma Phù mới giải qua một cái tay. Cái tên Trầm Tuấn này muốn chống cự chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. Nghiền nát hắn cho ta. Hai tay Mục Trần hạ xuống. Uỳnh, thiên quang luân ấn nháy mắt tan tành. Trầm Tuấn mặt tái mét muốn tháo lùi đã muộn. Thần ấn gào thét hạ xuống ập vào người hắn, áp lực lặng lẽ khiến Trầm Tuấn chấn thương hộc máu, linh lực trong người đột ngột suy yếu, cơ thể bất ngờ xuất hiện hoa văn sáng rực, phong ấn toàn bộ linh lực trong cơ thể. Linh lực biến mất, Trầm Tuấn cứ như thế từ trên cao rơi thẳng xuống đất, lện vào lòng núi khiến tòa núi rung chuyển. Một cái hố tròn to hiện sau bụi mờ mịt tan đi. Trầm Tuấn nằm yên nơi đó rên rỉ, cả người máu mét, máu mè bè bét. Những đội ngũ xung quanh quan sát bất giác lạnh người. Vừa lấy một quyền đánh bay Trầm Tuấn khiến người ta còn kinh ngạc, lúc này là dùng thủ đoạn hùng hãn cường thế chấn áp, trọng thương cường giả thân thể nan. Mục Trần từ từ xoay lại nhìn Khâu Bắc Hải nhẹ giọng nói, nghe nói sau khi ta rời linh nộ người còn truy sát Lạc Ly. Mục Trần cười nhưng mà nụ cười khiến cho Khâu Bắc Hải lạnh run. Nếu đúng thế thì mấy ngón tay kia của người ta lấy luôn một thể. Chương 461, Lôi Thần Chi Thủ. Xoẹt, kiếm khí sắc bén dày đặc như dòng lũ kiếm. Trường kiếm trong tay Lạc Ly dùng phân ra nằm đường kiếm ảnh nghe mắt lao đi. Chi đội đại đỉnh linh viện lạnh người vội thúc giục linh lực, thi triển thần quyết cường đại chống lại dòng kiếm khí. Xoẹt, thế nhưng mà dòng kiếm khí quá sắc bén dễ dàng cắt nát công kích bọn người kia vượt qua. Cả chi đội đại đỉnh linh viện sắc mặt thay nhau biến đổi, không ngờ công kích của họ lại yếu ớt trước kiếm khí kia như thế. Công kích đó căn bản không được phép đỡ. Cả năm người thi triển thần pháp hỏng tránh lùi, nhưng dòng lũ kiếm khí nhanh chóng cuốn tới liên miên không dứt, bao phủ lấy họ vào giữa, hình thành cơn lốc kiếm khí khổng lồ. Linh lực hộ thần nhanh chóng tàn tác, bốn vị đội viên đại đỉnh linh viện tè tua sơ sắc. Toàn thân máu me, một đường kiếm chạm vào người nọ, lộ tung. Cả bốn người hộc máu rơi xuống đất trọng thương, cùng lúc kiếm khí cũng hết. Trước mặt Lạc Ly, chỉ còn vị đội trưởng đại đỉnh linh viện của nó tè tua, gương mặt hoảng sợ. Hắn nghĩ lát óc không lý giải được, chẳng hiểu vì sao cùng là thực lực thân thể nan, nhưng Lạc Ly lại mạnh đến mức áp đảo như vậy. Xem ra lời làng nói một mình đối phó với cả đội ngũ cũng không phải là cuồng vọng khoác lác. Đội trưởng đại đỉnh linh viện mếu máo muốn khóc, lần này thật là đã nhầm thiết bản mất rồi. Lạc Ly thản nhiên nhìn hắn, chậm rãi bày tới. Hành động bình thường của nàng khiến tên đội trưởng kinh hãi, vội lùi sau chân ý mất sạch. Những đội ngũ quan sát gần đó sợ hãi hít hà, mắt nhìn Lạc Ly thêm phần kính phục cùng kinh ngạc. Cô gái xinh đẹp kia,
không chỉ là vẻ ngoài thu hút đối thủ thực lực ngang ngửa, vậy mà trước mặt nàng lại chẳng có lực đánh trả. Đại tái linh viện năm nay sao bọn con gái lợi hại đến vậy? Vạn hoàng linh viện, Ôn Tuyền. Ôn Thanh Tuyền đang xây chắc ngôi đầu điểm số, sao lại có cô gái hùng hãn này nữa? Chẳng biết nàng với Ôn Thanh Tuyền ai mạnh hơn ai. Từ hoang Triệu Thanh Sa, Mộ Phong Dương đang ra sức giao đấu với ba đội viên còn lại của Thanh Thiên Linh Viện. Dù là cùng thực lực ngang nhau nhưng nhóm Bắc Thương Linh Viện đã chiếm thượng phong, nền tảng của họ vững chắc hơn ba người Thanh Thiên Linh Viện kia một chút. Trong Bắc Thương Linh Viện cũng là cường giả lão luyện, trước này luôn là những nhân vật nổi bật trong linh viện. Chẳng qua một trận ngang trời xuất thế tỏa sáng làm lu mờ họ mà thôi. Họ cũng là uất ức lắm khi thấy mặt chiến lực kinh người của Mục Trần và Lạc Ly. Họ là lão sinh lại bị hai tân sinh bỏ xa. Đã vậy Mục Trần còn làm đội trưởng, họ không thể bùng nổ được. Thế phải kiếm kẻ nào để phá tác, xui xẻo cho ba cái vị đội viên Thanh Thiên Linh Viện kia phải chịu thế công điên cuồng liên miên đến ngập thở. Khâu Bắc Hải nhìn quanh bỗng chốc cục diện trở nên bất lợi, vô cùng sợ hãi, xanh mặt nghiến ra kèn kết. Mục Trần, ngươi! Uỳnh, Mục Trần không thích nói nhiều với tên này. Vệ Long Ma Thương dùng nền sát khí kinh thiên liên tiếp như là chớp giật bao vây Khâu Bắc Hải. Khâu Bắc Hải vội lui, thành huyết kiếm trong tay tỏa sáng rực rỡ, kiếm quang bất tuyệt chống lại cự thương ảnh liên miên. Trong tiếng kinh bí, trong tiếng va chạm của binh khí, Khâu Bắc Hải chật vật lùi lại một đoạn đường dài, lòng cực kỳ không cam. Trước kia trong linh lộ cũng bị Mục Trần áp đảo, còn may dựa vào cơ huyền, không nghe rằng đã bị Mục Trần giết chết từ lâu. Cơ huyền bày mưu khiến Mục Trần bị trục xuất khỏi linh lộ, làm hắn thống khoái. Vốn nghĩ sau này có gặp lại thực lực Mục Trần cũng không thể khiến hắn e sợ. Linh lộ quán đỉnh giúp hắn vượt mặt Mục Trần một khoảng thời gian tu luyện rất xa, mà cũng gần như vậy. Thực lực tên kia chỉ là thông thiên cảnh hậu kỳ khiến hắn mừng rỡ, nghĩ rằng cơ hội vũ nhục kẻ thù tới, xóa đi ám ảnh năm xưa, dày đạp Mục Trần dưới bàn chân. Thế nhưng đời đâu như mơ, thông thiên cảnh hậu kỳ, chân lực Mục Trần khiến hắn sợ hãi. Hai cường giả thân thể nan niên thủ bọc lót lại bị hắn dùng thủ đoạn nuôi đỉnh cấp tốc nghiền nát một người, quay sang đánh cho Khâu Bắc Hải chật vật tháo lui. Sao hắn luôn mạnh như thế? Chẳng lẽ Khâu Bắc Hải ta chỉ là hòn đá lót chân choán? Ý nghĩ ghen tị Khâu Bắc Hải nổi giận, sự cuồng bạo bắt đầu dâng trong lòng ác độc gào lên. Mục Trần, hôm nay ngươi nhất định phải bại tướng dưới tay ta. Khâu Bắc Hải búng tay, tinh huyết chảy ra, giọt máu sáng chói dị thương, dao động linh lực vô cùng cường đại. Mấy ngón tay múa may quỷ mị, Khâu Bắc Hải vẽ nền đồ thị đầy máu trong không trung. Nó nhanh chóng ngưng tụ thành kiếm ảnh đỏ máu, khí tức hiếu sát, khát máu. Mục Trần nhau mắt nhìn nhưng mà không ra tay cả, vẫn hờ hững mặc cho Khâu Bắc Hải thi triển bản lĩnh mạnh nhất. Hắn không chỉ muốn đánh bại Khâu Bắc Hải, còn muốn phá hủy luôn cả niềm kiêu hãnh tên kia, khiến đối thủ phải chịu ám ảnh suốt cuộc đời khi đối diện với hắn. Chỉ đánh bại dày vò thể xác thì không khiến Mục Trần thỏa mãn. Khí tức hiếu sát hùng tàn bộc phát, không gian xung quanh chịu ảnh hưởng của kiếm ảnh kia mà trở nên đỏ như máu. Huyết Hải Ma Kiếm Quyết, Huyết Ma Chi Kiếm. Gương mặt Khâu Bắc Hải lúc này tái đi, nhưng sự cuồng bạo càng lúc càng dữ dội. Kiếm ảnh trước mặt bành trướng lên cả trăm trượng, huyết tinh lưu động trên thân kiếm như dòng nước, mùi máu tươi khiến cho ai lấy cũng biến sắc. Khâu Bắc Hải gầm lên tay kết kiếm quyết, linh lực trong người đổ ào ào vào kiếm ảnh, kiếm khí sáng rực bắn lên cao xé toang khung trời. Béo đột nhiên nó bay lên cao, tốc độ cực nhanh, chỉ thấy một màu đỏ lướt qua rồi đột nhiên từ trời cao hạ xuống, trực chỉ Mục Trần đâm tới. Tốc độ là nhanh đến cực hạn, huyết hải trào ra ầm ầm đập tới, không thể tránh né. Khâu Bắc Hải cuồng bạo khoái trá nhìn Mục Trần đứng yên đằng xa. Với hắn có lẽ là Mục Trần đã hoảng sợ trước công kích đáng sợ có thể giết cường giả thân thể nan của hắn nên bó tay chịu trói. Không làm gì được, chắc chắn Mục Trần không thể thoát kiếp nạn. Chết cho ta! Lúc đó Mục Trần mới ngẩng đầu nhìn biển máu bất tận ập xuống, tay siết lại, ngực hiện ra bốn đường lôi văn, hắc lô toát từ cơ thể. Ầm ầm tiếng sấm rền vang không gian. Mục Trần giang tay, lòng bàn tay sinh ra vô tận hắc lôi, chuyển hóa thành một cái không gian lôi điện trước mặt, với bàn tay biến thành một cái màu đen tuyền với lôi điện hùng mãnh. Bàn tay lật lại, tinh linh chụp lấy huyết mà kiếm ảnh một cách nhẹ nhàng. Lôi thần thủ, Mục Trần gằn giọng quát một tiếng sấm nổ vàng. Ầm ầm, hắc lôi từ cơ thể Mục Trần đánh ra liên miên, lôi đỉnh hùng mãnh tạo thành một bàn tay đen thui khổng lồ trăm trượng, bề mặt bàn tay có hoa văn lôi điện cổ xưa. Lôi thần thủ là phương pháp dùng hắc lôi thi triển công kích sau khi lôi thần thể đạt đến tứ văn. Uỳnh, Mục
Trần tung trường, Lôi Thần Thủ cũng ầm ầm gào thét thiên tế, hung bạo xông lên đập vào Huyết Ma kiếm ảnh. Đùng, tiếng nổ kinh thiên vang vọng, chấn động dữ dội hình thành lốc xoáy cuồn cuộn giữa khung trời. Gương mặt Khâu Bắc Hải lại tái đi vì mất máu, lúc này là càng không còn giọt máu, vì kiếm ảnh của hắn là cấp tốc xuất hiện vết nứt dày đặc.